Kiều Anh và Thúy Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hy vọng rằng quý vị và các bạn có thể tìm được nhiều thông tin hữu ích trong chương trình tuần này. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp lưu trữ tế bào cuốn rốn, cùng theo dõi một số lưu ý khi quyết định vay tiêu dùng, cùng với rất nhiều những thông tin hữu ích khác đang chờ đón quý vị. Nhưng trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng với Thúy Vi và Kiều Anh khởi động cùng LTV. Sởi, phát ban dạng sởi, cúm hay ho gà là những dịch bệnh đang phát sinh rất nhiều trong thời điểm giao mùa như hiện nay. Trong đó, các bác sĩ đang lo ngại nhất về tình trạng sởi đang ngày càng gia tăng, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhập viện trong tình trạng sốt cao, biến chứng viêm phổi nặng, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc sởi. Điều đáng nói là dù đã 6 tuổi, nhưng bệnh nhi vẫn chưa được tiêm phòng một mũi vaccine nào. Dạ, cháu chưa được tiêm bởi vì mỗi lần cháu có vaccine về thì cháu lại bị ho nóng, thế đâm ra là cháu không được tiêm, nên có cái thiệt thòi đấy. Còn những bệnh nhi này đều mắc sởi và biến chứng thành viêm phổi nặng, phải thở oxy. Mặc dù chưa đến tuổi tiêm phòng vaccine sởi, nhưng nhiều bé đều bị nhiễm chéo khi điều trị tại bệnh viện. Đầu tiên cháu bị viêm phế quản phổi, xong thì cháu vào khoa hô hấp chống độc. Cháu điều trị được một tuần xong thì cháu về, thì 3 ngày sau cháu sốt lại, thì cháu lại lên đây. Thì các bác bảo cháu bị viêm, lại bị sởi, thì cháu lên đây. Có lây qua đường hô hấp, từ như các bạn, có bạn ở trên tuyến tỉnh ấy, thì các bạn bị sởi, thì sau khi cháu tiếp xúc qua đường hô hấp ấy, thì là bị lây từ các bạn ở tuyến tỉnh ấy. Vâng. Tại khoa truyền nhiễm, hiện đang điều trị cho gần 20 bệnh nhi bị mắc sởi với các biến chứng viêm phế quản phổi. Hầu hết các bé đều chưa được tiêm phòng. Thời điểm hiện tại, khoa cũng liên tiếp điều trị cho các trường hợp bị mắc cúm, ho gà. Đặc biệt, số ca mắc cúm tính từ đầu năm đến nay được điều trị tại bệnh viện lên tới 1.435 ca bệnh. Số ca mắc sởi lên đến 250 ca. Ở trong cái thời điểm giao mùa này thì đầu tiên là những cái bệnh lý, và đặc biệt bệnh lý đường hô hấp. Giao mùa thì bao giờ cũng nói đến cái ảnh hưởng của cái niêm mạc đường hô hấp của các cháu nó bị tổn thương, và sau đó thì nó bị mắc những cái virus vi khuẩn ở tại cái khu vực đó. Những cái virus hiện tại chúng ta thường gặp, ví dụ như cúm A chẳng hạn, hoặc là những cái virus hợp bào hô hấp, hoặc là những cái adenovirus, rất là nhiều những virus mà những cái hắt hơi, sổ mũi, rồi có thể đưa đến một tình trạng sốt, rồi có thể là sốt cao, thì đều có thể liên quan đến rất là nhiều đến virus. Các chuyên gia cảnh báo, từ nay đến cuối năm, dự báo số ca mắc sởi sẽ tăng lên do năm nay là thời điểm của chu kỳ dịch sởi. Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus vi khuẩn phát triển. Vì vậy, tiêm phòng vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh này. Không may mắn sinh ra trong một cơ thể khiếm khuyết, nhưng các em học sinh khiếm thính tại trường Khiếm thính Lâm Đồng vẫn vượt qua mặc cảm tự ti của bản thân, vươn lên trong học tập và vươn tới những ước mơ xa hơn. Với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Hàn Quốc và sự định hướng từ thầy cô trong trường, sau những giờ học, các em được hướng dẫn học nghề trưng bày tại quán cà phê Lặng do trường thành lập. Quán cà phê Lặng này là nơi ấp ủ ước mơ và cũng là chỗ dựa vững chắc giúp các em trải nghiệm cuộc sống. Các cháu không những là học tập các cái hoạt động văn hóa nhà trường mà các cháu lại có những cái trải nghiệm sáng tạo để có được các cái sản phẩm lao động như này. Đây là một cái điều rất hết sức đáng quý. Trở về từ buổi trưng bày, những bông hoa nhỏ dùng để làm trà lại được trưng bày tại quán cà phê Lặng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Cũng như cái tên của mình, Lặng nằm ở một góc trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng và luôn ngập trong hương ấm áp của trà hoa. Mỗi mùa, một loại hoa, một thức trà do chính bàn tay của các em học sinh trường Khiếm thính gieo hạt, trồng và thu hoạch. Hoa sẽ được rửa sạch, mang đi hấp rồi mới sấy khô. Những bông hoa xinh xắn được phân loại rồi dùng để tạo nên những tách trà với vị thơm ngon của hoa và ngọt ngào như chính nụ cười của các em. Ở trường Khiếm thính thì em được học cũng nhiều nghề, như là nghề may, làm bánh, trồng cây, rồi làm hoa. Thì trong đó em thích cái công việc làm hoa. Công việc làm hoa thì cũng hơi khó, nhưng mà em cũng rất thích. Con chọn nghề theo để học theo về lâu dài, vì lý do là con thấy nghề theo phù hợp với con và con cũng thích theo. Ở đây thì con còn có một nhiệm vụ khác, đấy là bán ở trên gian hàng, bán các sản phẩm của các bạn học sinh của trường làm ra. Thì ở đây ấy, khi mà bán ở đây thì con có điều kiện gặp mọi người để nói chuyện và giao lưu.
Con cũng rất thích điều đó và con cảm thấy rất là vui. Cũng như những bông hoa cần được chăm sóc từng ngày để lớn lên và khoe sắc, trẻ em luôn cần sự quan tâm của gia đình và của cả xã hội để trưởng thành một cách toàn diện. Chính vì vậy, đối với những bông hoa nhỏ không may mắn tại Lặng và trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng, luôn cần sự giúp đỡ từ phía gia đình, thầy cô và cộng đồng để trở nên rực rỡ hơn ở thành phố ngàn hoa này. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vay tiêu dùng đang là một hình thức được rất nhiều người quan tâm do nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng cần đặc biệt quan tâm đến hình thức cho vay này để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Hiện nay, ngoài các tổ chức tín dụng hay ngân hàng cho vay tiêu dùng, thì cũng có khá nhiều những công ty tài chính cho vay tiêu dùng. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước đối với hình thức cho vay tiêu dùng. Hiện nay, vay tiêu dùng cá nhân trở nên phổ biến ở nước ta, nhất là đối với những người có thu nhập thấp và trung bình. Tuy vậy, không phải ai vay tiêu dùng cá nhân cũng nắm được những kiến thức cơ bản để đảm bảo hoạt động vay có hiệu quả. Vay tiêu dùng thì là đa phần bây giờ là do các cái ngân hàng và công ty tài chính, nhưng mà đặc biệt là các cái công ty tài chính sẽ tiến hành cho vay tiêu dùng chủ yếu là với cho vay theo cái hình thức tín chấp đối với cá nhân. Thì hiểu một cách nôm na thì cái cho vay tín chấp có nghĩa là không khách hàng vay mà không cần phải có cái tài sản để thế chấp hoặc là cầm cố, mà cái việc cho vay tiêu dùng đó là hoàn toàn dựa vào cái uy tín của khách hàng cũng như là cái nơi mà khách hàng công tác cũng như là làm việc. Thì thông thường thì đã vay tín chấp như vậy thì do các cái công ty tiêu dùng, tài chính tiêu dùng đảm nhận, cho nên là nó có cái mức lãi suất rất là cao, số tiền nhỏ, thời gian thì từ ngắn hạn là 12 tháng cho tới trung hạn là tối đa là khoảng chừng 4 năm. Ưu điểm của vay tiêu dùng cá nhân là thủ tục đơn giản, nhanh gọn, hiện đang là phương thức vay tiền được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi, người đi vay phải lưu ý những vấn đề sau. Khách hàng sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ cái hợp đồng giữa khách hàng ký với công ty tài chính. Trong cái hợp đồng đó thì khách hàng phải rất là quan tâm tới cái lãi suất mà khách hàng và công ty tài chính đã thỏa thuận như thế nào. Thế thì về mặt lãi suất thì thông thường các công ty tài chính sẽ cho vay với cái lãi suất là từ 10 cho đến 70% một năm, hoặc thậm chí có thể cao hơn tùy theo cái sự thỏa thuận và mức độ rủi ro của cái món vay. Cái vấn đề thứ hai là các cái loại phí mà các cái công ty tiêu dùng có thể áp đặt đối với người vay mà chúng ta thì không để ý, ví dụ như là phí trả trước hạn. Phí trả trước hạn thì thông thường là một cái khoản phạt nếu như khách hàng không trả đúng kỳ hạn, mà nó rơi vào khoảng chừng 5% tính trên dư nợ hoặc là có thể hơn. Khoản thứ hai là phí trả quá hạn, ví dụ như là các cái khoản lãi mà chúng ta trả không đúng kỳ hạn thì sẽ bị công ty tài chính phạt. Thì mức phạt này có thể là bằng một cái số tiền cố định, ví dụ như là khoảng 300.000, hoặc là tính trên cái lãi suất quá hạn, thông thường nó vào khoảng chừng 150% so với cái lãi suất mà các bạn sẽ phải trả. Ngoài ra thì còn có nhiều các cái quy định khác, cho nên khách hàng sẽ phải nghiên cứu kỹ cái hợp đồng trước khi mà chúng ta đặt bút ký. Hiện tại hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính thì áp dụng là hai hình thức, một là thu nợ theo lãi suất giảm dần. Cái thứ hai là thu nợ một cái khoản tiền bằng nhau kể từ kỳ đầu cho đến kỳ cuối. Thế tuy nhiên thì nếu như là cho vay, chúng ta vay tiêu dùng tại các công ty tài chính thì chỉ có áp dụng cái hình thức thứ hai, tức là cái số tiền trả thời kỳ đầu và cái thời kỳ cuối là bằng nhau. Các cái công ty tiêu dùng, các ngân hàng thì sẽ tính điểm tín dụng đối với khách hàng. Thì cái điểm tín dụng đó nó là cái lịch sử trả nợ của khách hàng
cái quan hệ, trong cái quan hệ tín dụng của khách hàng đối với công ty tài chính, thì nếu như là bất kỳ một cái khoản nợ nào mà các bạn bị xếp vào từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, tức là cái nhóm 3 đó là nợ quá hạn mà chúng ta không trả được từ 90 ngày trở lên, thì cái thông tin đó, cái xếp hạng tín dụng mà nợ xấu của chúng ta đó, nó sẽ lưu ở trên cái hệ thống thông tin quốc gia của Ngân hàng Nhà nước, và chúng ta không trả được nợ như vậy thì sau này chúng ta cũng sẽ không thể đi vay ở một cái ngân hàng nào, hoặc là chúng ta vay ở một cái công ty tiêu dùng nào khác, bởi vì cái điểm tín dụng, cái quan hệ tín dụng của chúng ta đối với ngân hàng đã bị mang tiếng là xấu rồi, cho nên chúng ta sẽ không được vay nữa. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ phải tính rất là kỹ cái khả năng trả nợ của chúng ta, và nếu như chúng ta không có khả năng trả nợ trong cái kỳ hạn đó, thì một cái lời khuyên đó là chúng ta dừng ngay cái việc vay tiêu dùng, chúng ta không vay nữa. Khi mà vay tiêu dùng thì tất cả các cái hồ sơ liên quan đến cái sản phẩm mà chúng ta mua trả góp vay tiêu dùng, những cái hợp đồng, những cái khế ước mà chúng ta đã ký, những cái hóa đơn đấy mà chúng ta đã ký với nhà cung cấp hoặc là ký với công ty tiêu dùng, thì khách hàng nên giữ lại hết, bởi vì chúng ta sẽ giữ lại cái đó, bởi vì chính những cái đó sẽ là cái căn cứ để mà chúng ta giải quyết các cái tranh chấp sau này. Hiện tại thì là chúng ta có khoảng chừng gần 20 cái công ty tài chính cho vay. Thế thì trong đó thì có một số các cái công ty mà rất là uy tín trong cái lĩnh vực cho vay tiêu dùng, thì chúng ta không vội vàng nghe bạn bè kể giới thiệu là công ty này công ty kia để chúng ta tiến hành đặt các quan hệ tín dụng. Chúng ta cũng không nên xem ở trên internet những cái lời chào mời ấy, là bởi vì những cái lời chào mời, đặc biệt là nếu mà ở trong ngân hàng, thì nó có một cái nguyên tắc, tức là lãi suất càng thấp thì cái rủi ro thì càng cao. Do đó thì các cái điều kiện về mà các cái tư vấn viên, các cái công ty tiêu dùng mà giới thiệu với các bạn là lãi suất thấp á, thì đi kèm theo đó là những cái khoản phí, những cái vấn đề hết sức là gây khó khăn cho các cái khách hàng, mà khách hàng thì thường thì chỉ để ý đến cái số tiền mà chúng ta được vay. Ở các ngân hàng thương mại cho vay bây giờ với lãi suất ngắn hạn thì vào khoảng chừng từ 7-9%, trung và dài hạn thì từ 9%-11%. Thế nhưng lãi suất cho vay tiêu dùng thì là hiện tại đang vào khoảng chừng từ 10-70%, hoặc là cao hơn cái số tiền đó. Nó là một cái khoản nợ rất là lớn để chúng ta phải cân nhắc kỹ khi mà chúng ta đặt bút ký vào cái hợp đồng cho vay tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, máu cuốn rốn của trẻ sơ sinh có thể được dùng để thay thế tế bào gốc tủy xương, đã và đang được dùng để điều trị các căn bệnh như ung thư máu, thiếu máu và một số căn bệnh di truyền về máu. Vì thế mà hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng khi sinh con đã quyết định lấy và lưu trữ tế bào cuốn rốn tại ngân hàng tế bào gốc, coi như là một cách để bảo hiểm sinh học cho con. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp này với chuyên gia ngay sau đây. Xin chào bác sĩ Nguyễn Duy Tâm. Thưa bác sĩ có thể cho biết là phương pháp lưu trữ tế bào máu cuốn rốn là gì không ạ? Dạ, thì lưu trữ tế bào máu cuốn rốn đây là một cái bước tiến mới của khoa học. Thì theo được biết đó, thì khi mà một đứa trẻ sinh ra nó có tới 6 tỷ tế bào gốc, nhưng khi mình đến 50 tuổi mình chỉ còn 300.000 tế bào gốc thôi. Chính vì vậy mà cái máu cuốn rốn của em bé mới sinh rất là dồi dào tế bào gốc. Dựa vào cái nguyên lý đó thì người ta sẽ điều trị tế bào gốc để lưu trữ lại và điều trị một số bệnh. Ví dụ như bệnh lý ác tính, ví dụ như là ung thư máu, hoặc là bệnh lý di truyền, thiếu máu và tan máu bẩm sinh, hoặc là một số bệnh lý về tự miễn, ví dụ như là tiểu đường, hoặc ví dụ như da mình có cái vết bỏng sâu mà nó không có liền lại được, thì cái tế bào gốc này người ta sẽ điều chế và làm cho cái lành cái vết thương đó.
Thì hiện tại khoảng 2 tháng nay thì cái biện pháp này được một công ty điều trị tế bào máu cuốn rốn ở Sài Gòn lên triển khai, thì cũng có rất nhiều mẹ bầu tham gia. Thì thay vì mình mua bảo hiểm cho con mình một năm 200 triệu hoặc là 1 tỷ gì đó, thì cái đó là tiết kiệm về tiền bạc. Còn cái này người ta gọi là bảo hiểm sinh học. Thay vì mình mua bằng tiền cho con mình, bỏ một cái số tiền mình ra mình cho con một cái vốn, sau này nếu mà con mình không có bị bệnh gì hết thì cái điều đó ai cũng muốn hết. Nhưng lỡ như nếu như em bé nó có vấn đề gì thì nó sẽ có nguồn tế bào gốc này để mà đem ra để mà bác sĩ sẽ điều trị được cho con của mình. Thì các bác sĩ phương pháp này tiến hành như thế nào ạ? Dạ thì cái phương pháp này thì thứ nhất đó là nó có mỗi cái bộ kit của công ty ở Sài Gòn ta đưa về cho. Nếu mà mình đã đăng ký thì trước hết mình đăng ký mình sẽ liên hệ với bệnh viện để mà bệnh viện lập cái hợp đồng cho mình. Thứ hai nữa là sẽ kiểm tra máu của người mẹ, coi có những cái chất chỉ định gì hay không, những cái xét nghiệm cơ bản của mẹ coi có bình thường hay không. Sau đó thì nếu mà sinh thường thì cũng có một cái đội ngũ đã được huấn luyện, sinh thường thì cũng như sinh mổ vậy đó, có một cái đội ngũ đã được huấn luyện để lấy cái tế bào máu này. Vì mình lấy cái tế bào máu này thì nó cũng có những cái khả năng có thể là sẽ không có dự trữ được, ví dụ như nó thiếu tế bào hoặc là nó có nhiễm trùng gì không, hoặc về mặt vi sinh có vấn đề gì hay không, thì mình phải được tập huấn chứ không có phải là ai lấy cũng được. Khi mà mình chuẩn bị sanh thì sẽ có cái đội ngũ đó riêng. Ngoài ví dụ như một cái ca sanh thường thì có bác sĩ, có nữ hộ sinh rồi, thì có riêng hai người chỉ lo việc lấy cái tế bào máu này thôi. Và sau khi mình lấy thì sau khi mình bắt em bé ra thì mình kẹp cuốn rốn và lấy liền trong cái mạch máu mà đang trong dây rốn đó, kể cả cái nhau nó chưa bong, nó nằm trong bụng người mẹ thì mình vẫn lấy liền, mình lấy ở trong cái dây rốn đó, mình lấy cho tới hết máu trong đó luôn, tất cả các máu đó. Và nó có những cái bộ dụng cụ nó đã vô trường sẵn, và lấy như thế nào ta sẽ hướng dẫn cụ thể. Thì sau khi lấy máu đó hết rồi thì mình sẽ lấy một cái đoạn dây rốn là khoảng 20 cm đó, rồi mình để cho cái bộ dự trữ đó và mình gửi ngay và luôn cái tất cả những cái mình mới vừa lấy xong thì mình sẽ gửi về Sài Gòn liền, và công ty sẽ có người đi ra để nhận và người ta sẽ phân tích cũng như là thu thập lại cái mẫu đó, thì người ta sẽ báo cho mình biết cái mẫu đó có đạt hay không. Vậy chi phí và thời gian thực hiện cho phương pháp này là như thế nào thưa bác sĩ? Dạ, cái thời gian thực hiện cho phương pháp này thì trong gần 3-5 phút khi mà em bé vừa ra. Cái chi phí cho cái phương pháp này thì nó sẽ chia làm gói. Ví dụ như mình muốn mua cái gói giống như mình mua bảo hiểm cho con mình đó, mua bằng tiền đó, thì gói 10 năm hay 20 năm hay 40 năm hay 60 năm vậy đó. Thì có từng cái gói của từng năm nó sẽ khác nhau. Ví dụ như cái gói 25 năm, gói 25 năm có nghĩa là bao gồm cái chi phí lấy mẫu và dự trữ cho đến em bé 25 tuổi. Thì đối với một bé thì cái chi phí là khoảng 73.700.000. Còn nếu mà người mẹ có mang sinh đôi thì cái em bé thứ hai nó có giảm xuống khoảng 5 triệu và khoảng 67 triệu. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Duy Tâm với phần tư vấn vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những gì mà bác sĩ Nguyễn Duy Tâm đã chia sẻ thì những gia đình trẻ đã có một phương pháp mới để bảo vệ sức khỏe cho con em của mình bằng cách là mua bảo hiểm sinh học. Và hy vọng là với phần tư vấn này thì các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu như đến Đà Lạt mà quý vị và các bạn bỏ lỡ cơ hội được đến tham quan và trải nghiệm tại các vườn rau, hoa, dâu tây công nghệ cao tại Đà Lạt thì quả thật là một điều rất đáng tiếc. Với lợi thế về khí hậu và thiên nhiên cùng với óc sáng tạo của người nông dân tại Đà Lạt, Lâm Đồng, giờ đây du lịch canh nông đã thực sự trở thành một thế mạnh để phát triển du lịch tại địa phương. Sở dĩ chúng tôi nhắc đến điều này vì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham quan một vườn dâu 3 tầng rất độc đáo ở ngay thành phố Đà Lạt để cùng kiểm chứng xem những gì Thúy Vi vừa nói có đúng thực tế hay không nhé. Dâu tây trồng trong nhà kính trên giá thể không còn là chuyện lạ với người dân Đà Lạt.
Nhưng để tạo nên sự độc đáo thu hút khách du lịch, anh Nguyễn Đức Mai ở phường 9 thành phố Đà Lạt đã tạo nên vườn dâu 3 tầng. Không chỉ tăng mật độ dâu trên cùng một diện tích đất, vườn dâu 3 tầng độc đáo của anh cũng là một trong những điểm tham quan miễn phí đối với người dân địa phương và khách du lịch. Thông thường, dâu tây trồng trong nhà kính Đà Lạt là một tầng, máng trồng hai hàng dâu. Vườn dâu này cải tiến bằng cách tách máng đôi thành máng đơn, cách nhau chừng 40cm. Phía trên lắp ráp thêm một máng đơn cao hơn khoảng 50cm. Do lắp ráp so le nên vườn dâu rất thoáng và lượng sáng cũng vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng của dâu. Trồng dâu 3 tầng có lợi ở chỗ, nếu trồng bình thường, một sào đất có thể trồng 9.000 cây, thì vườn nhà anh Mai, cùng diện tích này, anh trồng được 13.000 cây và thu hoạch cũng tăng lên. Theo anh Mai, vào lúc dâu cần tơ, một ngày anh thu được khoảng 50-60kg trái trên một sào, đáp ứng đủ nhu cầu tham quan và hái dâu tại vườn của du khách, cũng như nhu cầu dâu trái trên thị trường. Cảm nhận đầu tiên của mình thì cái cách trồng dâu ấy thì rất là chuyên nghiệp và cái quy mô cũng khá là lớn. Và trên báo đài hay là loa thì mình cũng nghe nhiều ấy, nhưng mà về đây thì thấy tận mắt thì cũng thấy khá là an tâm ấy. Mà nó quả dâu nó rất là tươi ấy. Nói chung là ấn tượng rất là khá là tốt về vườn dâu của mình nhà mình. Không chỉ độc đáo, điểm thu hút khách du lịch ở vườn dâu này là cho tham quan miễn phí, tự do hái dâu và hái bao nhiêu thì cần bấy nhiêu. Hơn nữa, đây là một trong những vườn dâu tham gia dự án vùng sản xuất rau an toàn, trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do đó, dâu tây ở đây luôn đảm bảo được độ an toàn cho người sử dụng, là một trong những địa chỉ uy tín mà người dân địa phương và du khách khắp nơi tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, nông nghiệp vốn là thế mạnh của Lâm Đồng và một khi nông dân bắt tay với doanh nghiệp để liên kết sản xuất thì thế mạnh ấy ngày càng được phát huy hơn. Trong một Hương sắc cao nguyên kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một người nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang chăn nuôi quy mô lớn và liên kết với các doanh nghiệp để có thể phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Nuôi gà trong nhà lạnh, ký hợp đồng với công ty, tạo công việc và đầu ra ổn định, thu nhập cao. Đây là một trong những hướng đi rất thành công của nhiều nông dân tỉnh Lâm Đồng. Chị Nguyễn Thị Mông Thường ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà cũng không ngoại lệ. Đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để làm khu nhà lạnh rộng 1.200m² với trang thiết bị hiện đại. Chị Thường đã thay đổi cuộc sống của gia đình hơn 7 năm qua với khu chuồng trại này. Bình quân mỗi năm, trại gà của gia đình chị Thường nuôi từ 4 đến 5 lứa, mỗi lứa kéo dài khoảng trên 55 ngày. Mặc dù kinh phí đầu tư ban đầu để nuôi gà lạnh cao so với mặt bằng chung hiện nay, nhưng bù lại, mức độ an toàn lại nhiều hơn. Công ty đối tác cung cấp con giống, hỗ trợ vaccine, kỹ thuật chăm gà và một số vấn đề liên quan khác. Nhờ đó mà thu nhập của bà con nông dân nuôi gà lạnh tương đối đảm bảo. Ngoài cung cấp gà thương phẩm, thì các trại gà lạnh còn tận dụng nguồn phân gà từ lớp đệm lót sinh thái để bón cho vườn cà phê của gia đình và một phần bán cho những nông dân địa phương có nhu cầu. Thứ nhất là vệ sinh chuồng trại, sau đó là mình lót đệm sinh học, rồi thả gà, rồi chăm sóc gà, rồi đến lúc gà được sốt là mình thuê công nhân sốt gà. Vaccine thì công ty cấp thuốc rồi mình tự thuê công nhân làm vaccine. So với cây cà phê thì mình thấy nuôi gà nó nhàn hơn, kinh tế cũng có hơn, cao hơn so với cây cà phê, làm gà nó nhàn hơn. Cà phê mình làm, ví dụ như mình làm 2 mẫu thì phải có ít nhất là phải có 2-3 công nhân làm suốt ngày. Nhưng mà với con gà này thì mình làm thì chỉ cần một người thôi, không cần ai, một công nhân thôi. Theo tính toán của nhiều nông dân, bình quân một năm nuôi gà lạnh gia công bằng đầu tư trồng 5 hectare cà phê. Chính bởi hiệu quả kinh tế khả quan như thế, nên đến nay chỉ tính riêng công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi CP Việt Nam tại Lâm Đồng đã liên kết với hàng chục nông hộ trong tỉnh, tập trung chủ yếu tại các huyện Đức Trọng và Lâm Hà, nuôi gần 250.000 con gà. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, liên kết sản xuất để đôi bên cùng có lợi là hướng đi mang tính tất yếu. Đặc biệt với Lâm Đồng, vì có tiềm năng về chăn nuôi, nhưng kỹ thuật và quy trình chăn nuôi của bà con nông dân chưa thật đảm bảo. Bởi vậy, hướng liên kết làm ăn như trên chính là giải pháp để từng bước tiếp thêm sức cho lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao ngày càng phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất các loại. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh người mẹ Việt Nam Tảo Tần hy sinh vì chồng con trong thời chiến lẫn thời bình đã đi vào thơ ca nhạc họa. Riêng với âm nhạc đã có rất nhiều ca khúc đi cùng năm tháng ngợi ca hình ảnh nét đẹp của người mẹ Việt Nam. Trong chương trình Bình Minh sáng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức lại ca khúc Người mẹ của tôi. Đây là một trong những sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, khắc họa rất rõ nét về hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng trong thời chiến. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thể xác đã lành theo năm tháng, những vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói hương, mong sao cơn mưa gió vô thường không lung lay làm rớt hạt sương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mây khói tan rồi, còn là ai mẹ tôi? Nay vẫn còn có những đứa con, dù đi xa muôn phương vẫn nhớ. Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn, mỗi chiều nghiêng nghiêng bóng ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trong. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm, cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con soi lại bóng hình con. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, giai điệu ý nghĩa vừa rồi cũng thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình Bình Minh Cao Nguyên gửi đến quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube hoặc trên kênh thông tin điện tử lamdongtv.vn. Còn bây giờ, Thúy Vi, Kiều Anh và những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.